hiếu fan vlog gửi lời chào thân yêu đến với cô chú anh chị và các bạn nha à. thì tiếp theo cái vụ án của hồ duy hải thì cái video này hiếu xin chia sẻ những cái sai ở trong cái vụ án này để cho mọi người được biết thì những cái sai này dư luận rất là thắc mắc và đặc biệt là những cái cử tri rất là quan tâm trong cái vụ án này cũng đã đặt ra những cái câu hỏi cho chủ tịch quốc hội thì bà cũng đã có câu trả lời và bà cũng cho rằng các cơ quan ban ngành chức năng thì cũng đang mở rộng điều tra cũng như là xem xét lại cái vụ án này như quý vị cũng đã biết cái vụ án này xảy ra 12 năm rồi thì có những cái sai ngay từ cái quá trình điều tra ban đầu thưa quý vị giờ nếu mà kêu khắc phục lại thì không thể nào mà làm được rất là khó khăn tại vì các cái vật chứng thì nó đã biến mất khỏi vụ án chỉ còn lại là 25 lời khai tự nhận của Hồ Dĩ Hải từ đó tòa án đã Dựa vào cái lời khai này để kết tội Hồ Duy Hải với mức án cao nhất đó là tử hình thì đó là cái việc làm mà cơ quan điều tra không có giám định mẫu máu, đây là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai nữa là nhóm máu khi khám nghiệm hiện trường không có đủ cơ sở vững chắc để xác định được hung thủ. Đó. Hoặc là khi khám nghiệm tử thi nạn nhân lại không giám định để xác định cái thời gian mà nạn nhân chết khi nào mà chỉ nói là thức ăn ở trong dạ dày đã nhiễm nên cái việc mà xác định thời gian hung thủ có mặt tại hiện trường còn rất là nhiều tranh cãi cho đến thời điểm hiện tại thưa quý vị cái vụ án này thì dư luận rất là quan tâm không những dư luận mà những người à, cấp cao có quyền ở trong cái quốc hội đó là những cử tri họ cũng quan tâm đến cái vụ án này theo suy nghĩ của họ thì họ muốn làm cho nó trong sáng hơn cái vụ án này để cho nhân dân có cái lòng tin đối với cái luật pháp việt nam đúng không quý vị thì cũng như là cái vụ án của hồ duy hải thì gần đây thôi là cái vụ án của ông lương hữu phước ở tại tỉnh Bình Phước đó quý vị, ông này đã nhảy lâu tại tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đi tự tử. Cái chết của ông, ông cho là ông bị quan, cho nên là ông đã nhảy lầu. Thì qua sự việc đó thì tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mở cái phiên giám đốc thẩm, nhưng mà quỷ toàn bộ cái bản án để điều tra lại cái cái vụ án của ông. Khi mà ông Phước chết rồi thì cái giải quyết giải quyết cái vấn đề lại nó rất là khó khăn phải chi là từ cái lúc ban đầu các cấp tòa sơ thẩm phúc thẩm làm tốt thì đâu đến nỗi là ông phước nhảy lầu tự tử đúng không quý vị thì đây cũng là những cái vấn đề quan sai ở trong vụ án mà trong những năm vừa qua việt nam mình gặp rất là nhiều thì qua video này hiếu cũng rất mong là các cấp ban ngành cơ quan chức năng mà có liên quan đến những cái vụ án nghiêm trọng đặc biệt giống như vụ án của Hồ Di Hải thì nên từ cái lúc ban đầu xác định rõ cái sự việc cũng như là điều tra phải thật sự chính xác để kết tội cho những cái phần tử mà gây án và cũng mong rằng là không bỏ sót bất cứ một cái tội phạm nào và cũng không để cho một ai bị quan trong cái vụ án để lấy lại cái lòng tin của nhân dân đúng không quý vị thì video hiếu chỉ chia sẻ vậy thôi thì sự việc cái vụ án của hồ duy hải như thế nào thì hiếu sẽ tiếp tục cập nhật để chia sẻ cho quý vị được biết hãy để lại một đăng ký kênh khi xem video của hiếu. hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều xin kính chúc cho cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn vui vẻ an lành và hạnh phúc ạ à. xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ à.